Hoàng Phát và Thu Trình kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Gương sáng quanh ta. Một điểm báo. Và điểm đến Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự do biên tập viên Hoàng Phát giới thiệu. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn chị Thu Trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện phong trào thi đua từ tháng 7 năm 2024 đến hết năm 2025. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, nắm chắc số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, gia đình có công với cách mạng, khó khăn về nhà ở trên địa bàn, để có kế hoạch triển khai, thực hiện, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, có hiệu quả, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc huy động, hỗ trợ và thực hiện, đảm bảo chính sách đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, có khó khăn về nhà ở, thuộc diện đối tượng được hỗ trợ. Không để xảy ra thất thoát tiêu cực, đảm bảo các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở, đạt chất lượng theo quy định sau khi được hỗ trợ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cấp, tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân, tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, gia đình người có công trong xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp nhận trực tuyến 100% hồ sơ lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, các hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện thông qua Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ http://đăngkykinhdoanh.gov.vn và không tiếp nhận bản giấy tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh. Để trả kết quả qua bưu điện được chính xác và thuận lợi, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân còn kê khai và nhập liệu đầy đủ các thông tin về số điện thoại, email và địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ thông tin tại trường dữ liệu, người nộp hồ sơ khi nộp hồ sơ qua mạng điện tử. Trong đó, địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ là địa chỉ phòng đăng ký kinh doanh gửi kết quả, giấy chứng nhận, giấy xác nhận thông báo đến doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tỉnh Ninh Thuận xác định là động lực và đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Với việc triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư doanh nghiệp, những năm qua, tỉnh Ninh Thuận tạo ra làn sóng đầu tư mới với nhiều dự án lớn. Đây là động lực để tỉnh Ninh Thuận hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau hơn 2 năm đi vào sản xuất, đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn InnoFlow đã hình thành nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em với quy mô 6 triệu sản phẩm mỗi năm. Sắp tới đây, công ty sẽ đầu tư nhà máy thứ hai tại khu công nghiệp Phước Nam với quy mô dự kiến 3.500 công nhân. Yếu tố quan trọng để công ty trách nhiệm hữu hạn InnoFlow mạnh dạn đầu tư các dự án có quy mô tại Ninh Thuận chính là sự ủng hộ của sở ngành địa phương trong giải quyết các chính sách đầu tư. Khi công ty đầu tư vào dự án tại Ninh Thuận, chúng tôi nhận được nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau từ chính quyền tỉnh. Trong đó, chính quyền tỉnh đã tư vấn và hướng dẫn các thủ tục pháp lý để đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Cải thiện và đầu tư vào cơ sở hạ tầng như đường xá, điện và nước để hỗ trợ phát triển dự án, đồng thời giúp đảm bảo nguồn lao động địa phương và cung cấp các khóa đào tạo công nhân may để đảm bảo dự án có lực lượng lao động cần thiết. Coi thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh. Tỉnh Ninh Thuận đã tập trung rà soát, tháo gỡ các hạn chế, bất cập trong cơ chế chính sách theo thẩm quyền để hỗ trợ các nhà đầu tư, thường xuyên tổ chức các hội nghị kết nối xúc tiến đầu tư tại các tỉnh thành lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương để kêu gọi các nhà đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Ninh Thuận đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, thể hiện ở chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023 tăng 3,20 điểm và 19 bậc
so với năm 2022, đứng thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố. 7 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 263 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn 2.853,7 tỷ đồng. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng là tập trung tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, cải cách hành chính, chất lượng nguồn lực để tạo lập cái môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, tăng cường trong công tác chuyển đổi số, hoàn thiện mô hình chính quyền điện tử theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch các thông tin dữ liệu để phục vụ trong công tác quy hoạch đầu tư đất đai. Với những mục tiêu rất cụ thể, cùng những cách làm sáng tạo, đổi mới, luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, Ninh Thuận đang hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững vào năm 2030. Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn được tỉnh, các cấp, ngành tích cực triển khai, trong đó đẩy mạnh bảo quản, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa để khai thác tốt tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch là hướng đi mà nhiều địa phương đang triển khai. Đắk Lắk hiện có 43 di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích quốc gia, có 24 di tích cấp tỉnh. Để bảo tồn phát huy giá trị di tích thành điểm nhấn văn hóa lịch sử để thu hút du khách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định về phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của đề án nhằm hướng đến việc xây dựng các di tích trở thành các điểm du lịch văn hóa, các địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, đồng thời xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên. Nhờ đó, du khách đến Đắk Lắk ngày một tăng. Riêng 7 tháng năm 2024, Đắk Lắk đón khoảng 889.500 lượt khách, bằng 74,13% kế hoạch. Doanh thu từ du lịch ước đạt 741,6 tỷ đồng, đạt 78,05% kế hoạch. Với hàng loạt sự kiện lễ hội đặc sắc diễn ra liên tục trong cao điểm hè vừa qua, Nha Trang Khánh Hòa đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu là một trong những điểm đến hàng đầu cả nước. Việc hình thành sản phẩm du lịch lễ hội, sự kiện đã góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách, nhất là khách quốc tế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng bền vững. Tính riêng trong tháng 6 và tháng 7, thời điểm có nhiều lễ hội, sự kiện nhất, Khánh Hòa thu hút hơn 2,8 triệu lượt khách lưu trú và trở thành một trong 10 địa phương có doanh thu du lịch cao nhất cả nước. 20 năm qua, tỉnh Khánh Hòa thường xuyên tổ chức các lễ hội thu hút du khách. Trong đó, nhiều lễ hội được tổ chức thường niên và trở thành thương hiệu của Nha Trang, Khánh Hòa. Cách thức tổ chức lễ hội, sự kiện tại Nha Trang, Khánh Hòa ngày càng được đổi mới, chuyên nghiệp hóa. Nhiều lễ hội quốc tế lần đầu được tổ chức đã tạo được tiếng vang lớn, thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Trong đó, và kể đến lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024. Ngoài ra, các lễ hội, sự kiện khác được tổ chức trong mùa hè năm nay như Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2024, Liên hoan nhạc gia quốc tế, giải chạy VN Express Marathon Nha Trang 2024 đã thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến với thành phố biển. Tổ chức các cái hoạt động sự kiện lớn, đặc biệt là các cái sự kiện mang tầm quốc gia quốc tế thì sẽ nhằm giới thiệu quảng bá được cái hình ảnh của Nha Trang Khánh Hòa đến với lại du khách trong và ngoài nước gần hơn, và cũng là một cái dịp để cho thu hút cũng như các công ty du lịch có thể là xây dựng các cái chương trình tour quảng bá, giới thiệu các cái gói dịch vụ của mình thông qua các cái sự kiện. Những hoạt động sự kiện có quy mô đặc sắc được tổ chức nối tiếp nhau xuyên suốt trong năm, góp phần xây dựng Nha Trang Khánh Hòa trở thành một điểm đến của những lễ hội, sự kiện hấp dẫn, tạo ấn tượng đối với khách du lịch trong nước và quốc tế. 7 tháng năm nay, du lịch phố biển có bước tiến vượt bậc, thu hút hơn 7 triệu lượt khách du lịch, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 33.000 tỷ đồng, tăng gần 74% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, đã đóng góp quan trọng giúp kinh tế của tỉnh Khánh Hòa thực hiện mục tiêu dẫn đầu tăng trưởng tại khu vực miền Trung.
Được đi tham quan, học hỏi cách làm du lịch ở các địa phương trong và ngoài tỉnh, nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã thay đổi tư duy trong cách làm du lịch, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách, khai thác tốt tiềm năng du lịch của địa phương để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Từ chỗ làm du lịch theo hướng tự phát, địa phương có gì thì mình làm nấy. Sau khi được đi tham quan, học tập cách làm du lịch ở nhiều địa phương trên cả nước, bà Thúy, 66 tuổi, đã biết làm du lịch theo cách riêng của mình, nhận tour, chế biến món ăn, phục vụ du khách lưu trú. Homestay Biển Ngọc của gia đình bà là địa điểm quen thuộc của du khách khi đến với đảo bé, khi muốn trải nghiệm về cách sống, thưởng thức các món ăn đặc sản của người dân nơi đây. Nhờ cái sự hỗ trợ của địa phương cũng như là tỉnh nhà, cũng như là cho cái dân ở đây đó, họ đi trải nghiệm là từ cái Hội An rồi về Hội An và bên Cù Lao Chàm, thì trong đó là cũng có cô cũng được đi để mà trải nghiệm và học hỏi về cái cách làm du lịch. Thực hiện tiểu dự án 1, dự án 4 về phát triển giáo dục nghề nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn phối hợp với các đơn vị tổ chức lớp đào tạo nghề, nghiệp vụ du lịch cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người có thu nhập thấp tại đảo bé An Bình, đồng thời cho các hộ dân đi tham quan học tập cách làm du lịch ở một số địa phương trên cả nước. Người dân từng bước thay đổi tư duy trong cách làm du lịch theo hướng chuyên nghiệp hơn, từ kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong hoạt động du lịch cộng đồng đến cách đón tiếp, tổ chức, phục vụ, hướng dẫn tham quan cho du khách, kỹ năng tổ chức hoạt động vui chơi giải trí. Người dân đã khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững. Ở Hà Nội, trước đây khi nhắc đến phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, ai cũng ái ngại về tình trạng nghiện ma túy, mua bán ma túy rất phức tạp. Sau nhiều năm và bằng nhiều biện pháp, địa bàn này đã gần như sạch về ma túy và hướng đến cộng đồng không ma túy. Con ngõ nhỏ này, một đầu thông ra đê Nguyễn Khoái và một đầu là dốc Minh Khai. Ngõ nhỏ lại thông nhiều tuyến đường, vậy nên đây là địa điểm lý tưởng cho các đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn. Để ngăn chặn tội phạm ma túy, Ủy ban Nhân dân phường Thanh Lương đã quyết định cải tạo nhà vệ sinh công cộng cũ thành nhà sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng thường xuyên tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực này. Về ma túy thì khoảng 1-2 năm nay, từ hồi cái nhà văn hóa thì xây lên thì không còn nữa rồi. Trước kia thì tệ nạn cứ tương đối là nhiều. Nhưng bây giờ về ma túy thì không còn nữa. Sau một thời gian triển khai các giải pháp với lực lượng công an là nòng cốt, tình hình an ninh trật tự ở nhiều địa bàn của phường Thanh Lương đã được cải thiện, tình trạng trộm cắp và tội phạm ma túy đã sạch bóng. Sau khi có sự chỉ đạo của công an, rồi của cảnh sát khu vực và tất cả các cái đoàn thể vào cuộc, dưới sự chỉ đạo của chi ủy, chi bộ và tổ dân phố đã đưa phong trào lên rất là tốt. Hiện nay tình hình tổ 4 là không còn trường hợp nào ma túy. Theo công an quận Hai Bà Trưng, để có thể duy trì được địa bàn không ma túy, thì ngoài việc đấu tranh với tội phạm về ma túy, về lâu dài, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương còn đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp đưa các đối tượng đi cai nghiện, sau đó hỗ trợ công an việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Vừa rồi là bản tin thời sự, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển động nhẹ. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Thu Trình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một gương sáng quanh ta. Xin mời chị. Cảm ơn Hoàng Phát. Thưa quý vị và các bạn, xương rồng là loại cây có sức sống mãnh liệt. Để xương rồng trở thành cây mang lại giá trị kinh tế, anh Nguyễn Hữu Trung ở phường Bảo An, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã sưu tầm, nghiên cứu và lai tạo thành công hàng trăm giống xương rồng cho hoa với nhiều màu sắc rực rỡ. Nắng, nóng, những yếu tố bất lợi của thời tiết ở Ninh Thuận lại là lợi thế để anh Nguyễn Hữu Trung xây dựng thành công vườn xương rồng độc nhất vô nhị ở Ninh Thuận với hàng trăm cây xương rồng nở hoa rực rỡ. Cơ duyên để em tìm thấy cây lobi này để em trồng, và thật sự nó là em trồng nó thành công bởi vì nó cũng là một cái đam mê hồi nhỏ. Cái điều kiện nó cần duy nhất là phải có một khu vườn phải đầy đủ nắng,
và cái việc chăm sóc nó cũng rất là dễ, thì một tuần chỉ cần tưới nước 2 đến 3 lần là nó đã ra hoa rồi. Tôi rất là mừng cho con tôi khi chứng kiến cảnh xương rồng nở hoa ngàn hoa, là coi như tôi thấy rất là đẹp mà tôi rất là vui mừng. Là kỹ sư chuyên ngành công nghệ thông tin đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, sau nhiều năm nghiên cứu xương rồng Lobivia, năm 2020, để hiện thực hóa niềm đam mê của mình, Trung đã bàn với gia đình đầu tư nhà kính để nhân rộng và phát triển vườn hoa xương rồng Lobivia với diện tích 700m2. Để tiết kiệm chi phí, Trung tự trồng xương rồng ba cạnh để làm cây gốc, sau đó ghép cây con trên cây mẹ qua cây gốc. Sau một tháng, cây sẽ cho hoa. Để cho ra được một cái mặt hoa đẹp thì phải qua quá trình là lai tạo nhân giống. Nó qua rất là nhiều quá trình, từ gieo hạt, ghép lên cây diệp long và ghép lên cây thanh long, toàn bộ đó quá trình là một năm. Nhờ được chăm sóc tốt, ngoài những màu hoa phổ thông như đỏ, vàng, cam, vườn xương rồng Lobivia còn có những màu riêng biệt do Trung lai tạo như màu hồng phấn, màu cam nghệ và nhiều cây Lobivia đột biến màu kép khác. Hiện vườn xương rồng của Trung có 4.000 chậu với gần 500 loài xương rồng Lobivia, xương rồng chuyên hoa, được lai tạo đủ màu sắc khác nhau. Trung bình mỗi tháng, Trung xuất bán từ 200 đến 300 cây, với giá bán từ 80.000 đồng đến 150.000 đồng một cây. Khi mà cộng đồng Lobi mà phát triển và mong muốn em nữa, là thực tế là em mong muốn cộng đồng quốc tế khi mà tìm kiếm cái cây Lobi này á, thì họ sẽ tìm đến Việt Nam để mua những cái màu hoa đẹp. Thật sự là điều đó là những nước như Thái Lan và Trung Quốc họ đã làm được. Và em mong muốn là cộng đồng mình cũng phải phát triển để là nơi mà người ta tìm đến để mua. Cây xương rồng có sức sống mãnh liệt, ít sâu bệnh, không tốn công chăm sóc, mà sắc hoa đa dạng và độc đáo. Hiện tại, anh Trung đang ấp ủ ước mơ thực hiện dự án Sa mạc nở hoa, nhằm lan tỏa tình yêu thiên nhiên và góp phần nâng thêm bản xanh cho vùng đất nắng gió Ninh Thuận. Vừa rồi là một gương sáng quanh ta. Sau đây, biên tập viên Hoàng Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của một điểm báo sáng nay. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn chị Thu Trần. Sau đây là một điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, là quốc gia nông nghiệp có nhiều làng nghề truyền thống, cảnh quan tươi đẹp, Việt Nam có những lợi thế để phát triển du lịch nông thôn. Đặc biệt trong những năm gần đây, du khách trong và ngoài nước đang có xu hướng chọn các vùng nông thôn là điểm đến để trải nghiệm. Mở đầu một điểm báo sáng nay là bài viết trên báo Nhân dân với nhan đề Sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái. Để phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, thời gian tới các địa phương cần rà soát, đánh giá các giá trị tài nguyên, thực trạng và tiềm năng phát triển du lịch nông thôn đặc trưng, có chính sách sử dụng quỹ đất, đầu tư hạ tầng, quản lý du lịch nông thôn trên cơ sở phù hợp quy hoạch vùng, địa phương, bảo đảm liên kết kết nối các điểm đến theo hướng liên tỉnh liên vùng. Tại các khu vực nông thôn có tiềm năng phát triển du lịch, cần bố trí tổ chức không gian các khu điểm du lịch nông thôn phù hợp cảnh quan, đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất nông nghiệp, quy hoạch xây dựng các điểm bán, trung tâm trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, làng nghề đạt chất lượng, thân thiện để phục vụ du khách, hỗ trợ bảo tồn, phục dựng và phát triển một số hoạt động sản xuất nông nghiệp truyền thống, làng nghề cho du khách trải nghiệm. Báo Đại Đoàn Kết có bài viết thu thuế hàng nhập khẩu giá trị nhỏ. Theo thống kê của nền tảng số liệu thương mại điện tử Matrix, trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam gồm Shopee, Lazada, Tiki, Sen Đỏ, TikTok Shop ước đạt 156.000 tỷ đồng. Nhiều ý kiến cho rằng việc cho phép hàng nhập khẩu giá trị dưới 1 triệu đồng vận chuyển qua đường chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng tạo sự cạnh tranh không lành mạnh với hàng sản xuất trong nước, do đó cần thu thuế đối với những mặt hàng này. Các chuyên gia cho rằng, về nguyên tắc thuế đánh trên giá trị hàng hóa, số tiền càng cao thì số tiền nộp thuế càng lớn và ngược lại. Đó là nguyên tắc chung của tất cả các nước trên thế giới. Nó không phụ thuộc vào giá trị của hàng hóa, tất cả đều phải chịu một mức thuế suất. Chỉ miễn hay giảm thuế trong trường hợp nhập khẩu một số hàng hóa nào đó mà đất nước đang cần và muốn khuyến khích. Báo Tuổi Trẻ có bài viết Việt Nam ký nghị định thư xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, dừa tươi và cá sấu sang Trung Quốc. Bài báo cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký kết nghị định thư xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, dừa tươi và cá sấu Việt Nam sang Trung Quốc. Việc ký kết nghị định thư này là một bước tiến quan trọng trong quan hệ thương mại nông sản giữa hai nước.
đặc biệt đối với ngành nông nghiệp Việt Nam. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, việc ký kết 3 nghị định thư này là kết quả của quá trình trao đổi, đàm phán tích cực của các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để triển khai các bước tiếp theo sau khi các nghị định thư được ký kết, để đảm bảo các doanh nghiệp của Việt Nam có thể xuất khẩu các sản phẩm nói trên vào thị trường Trung Quốc trong thời gian tới. Tạo cơ hội để giữ chân bác sĩ, đây là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, giữ chân nhân viên y tế nói chung và bác sĩ trẻ nói riêng không chỉ là chuyện thu nhập mà còn rất nhiều yếu tố, bao gồm các cơ hội và điều kiện để bác sĩ học tập chuyên sâu, tạo điều kiện nghiên cứu khoa học, tham gia công tác giảng dạy. Bên cạnh đó, ngành y tế đang xây dựng đề án tài năng trẻ và trình Ủy ban Nhân dân TP.HCM phê duyệt xem xét các cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhóm bác sĩ nội trú và bác sĩ tham gia chương trình thực hành tại Bệnh viện Đa khoa gắn liền với trạm y tế. Mùa tuyển sinh đại học năm nay, thí sinh trúng tuyển đã chuẩn bị xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1. Lúc này, hàng loạt trường đại học cũng đã thông tin về học phí của năm học 2024-2025. Mức học phí đã tăng và sẽ còn tiếp tục tăng trong 2 năm tới. Phản ánh vấn đề này, báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam có bài viết tăng học phí để đảm bảo chất lượng đại học. Bài báo cho biết, việc tăng này theo nghị định của chính phủ để đảm bảo lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục, đào tạo theo quy định đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Sinh viên và gia đình chắc chắn không muốn tăng học phí, nhưng học phí thấp sẽ không thể có một điều kiện học tập tốt hơn. Hiện nay, ở các chương trình đào tạo khoa học cơ bản hay các ngành khoa học trọng điểm, nhà nước đều cấp học bổng. Các trường đại học và các doanh nghiệp cũng có học bổng một phần hoặc toàn phần cho sinh viên thực sự có năng lực. Ngoài ra, nhiều trường còn có chương trình cho vay ưu đãi học tập với lãi suất 0%. Theo lộ trình mà chính phủ đã phê duyệt, học phí đại học sẽ tiếp tục được tăng đến năm học 2026-2027. Đó sẽ là một áp lực mà ngay từ bây giờ, những gia đình có con học phổ thông đã phải tính toán và chuẩn bị tài chính để theo học ở bậc cao hơn. Một điểm báo tạm dừng tại đây. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới, biên tập viên Thu Trình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời chị. Cảm ơn Hoàng Phát. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm làng du lịch cộng đồng Chabi ở xã Phước Bình, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống thanh bình. Ai nghèo thì cũng có cây đàn Chapi. Thật vậy, nơi nào có cây đàn Chapi, nơi đó có người sắc đai sinh sống. Và trong hành trình khám phá những điểm đến của vùng đất đầy nắng và gió Ninh Thuận, chúng tôi chọn xã Ma Nới là điểm dừng chân tiếp theo để tìm hiểu vì sao cây đàn Chapi lại gắn liền với cuộc sống của người sắc đai. Làm đàn Chapi có khó không? Và cách sử dụng đàn Chapi như thế nào? Tất cả câu trả lời sẽ có trong hành trình khám phá điểm đến hôm nay. Các bạn cùng theo chân khách hàng nhé. Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Bé, trong đây có phải nhà chú Âu đây không? Dạ phải. À, nhà ở trong đó hả? Dạ. Vậy rồi, chị cảm ơn nha. Con đang làm cái mục giới thiệu điểm đến Ninh Thuận với chủ đề về miền Chapi để tìm hiểu về cái đàn Chapi của mình. Xin giới thiệu đến các bạn, đây là nghệ nhân Cha Ma Lé Âu, là người sắc lai duy nhất ở xã Ma Nới có thể chế tạo đàn Chapi và sử dụng thành thạo nhạc cụ này. Bây giờ bác có thể hướng dẫn cho con cái cách làm đàn Chapi như thế nào được không ạ? À, được chứ. Dạ dạ. À, rồi. Cái thứ nhất là tìm hơi nó mỏng. Dạ. À, cái dài nó còn khoảng cái này nè. À, khoảng hơn hai găng tay. Dạ. Thứ nhất, còn cái thứ hai á là kiếm cái chỗ mà cái trên đồi cao á để cho nó nghe âm thanh hơn. Dạ. À, nếu mà chặt là chỗ mà thung lũng như vậy là nó không kêu đâu. Giống như một người bạn của mình á, đúng giờ ngủ là mình đành cái đã, đành chơi. À mà có sẵn cái đàn này rồi nè. Dạ à, rồi, có thể hướng dẫn con đánh đàn được không? Rồi. Dạ. À. Để mà đấy. Dạ.
Đây. Các bạn thân mến, đây là lần đầu tiên Khánh Thăng được trải nghiệm khi mà trực tiếp được cầm cái đàn cha bi và đánh đàn như thế này. Cũng hồi hộp lắm nhưng mà cũng phải thử xem mới biết như thế nào. Con đánh như vậy cho con được mấy điểm? À, cho được có khoảng là 5 điểm ạ. Khoảng 7 điểm gì đó, chưa thành. Dạ nha, rồi. Dạ, dạ. Nha. Cô Thế này, coi nha. Dạ. Đây này. Với cái đây là mẹ. À, đây là mẹ. Mẹ, dạ. Đây là cha, đây là mẹ. Đây là con thứ hai, đây là con Út. Dạ. Dạ, giới thiệu nghe dạ. Nha. Này. Đây. Khi đánh này là đánh một lớp này nè. Dạ. Nè. Đời xa sẽ ai nào phù hộ sẽ ai nào bộ đội ngã bộ ngã dắp đây ô ô ô ô ô ê ê ê ê. Dạ rồi, con thì cô đánh đàn không hay. Con cảm ơn bác Âu nhiều lắm. Con xin được chúc cho bác Âu sức khỏe và tiếp tục truyền dạy cách làm đàn cha bi cho các thế hệ con cháu. Chia tay nghệ nhân cha Ma Lé Âu đã để lại trong chúng tôi nhiều cảm xúc về miền cha Pi, với những nhà sàn đơn sơ, đàn dây trắng nhẫn nhơ quanh đồi, như lời bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến. Cuộc sống của người Sắc Lai Ninh Thuận tuy còn nhiều khó khăn, nhưng nơi đó lưu giữ nền văn hóa dân gian rất đa dạng, phong phú và đặc sắc, với nhiều nhạc cụ như mã la, kèn saraken, đàn cha Pi, tạo nên những âm thanh của cuộc sống lạc quan, chân chất của cộng đồng người Sắc Lai giữa núi rừng ông bà. Các bạn thân mến, miền Cha Pi vẫn còn vô vàn những điều mới lạ và hấp dẫn. Các bạn hãy một lần đặt chân đến miền Cha Pi ở vùng đất Ninh Thuận để khám phá vẻ đẹp của núi rừng và tâm hồn người Sắc Lai nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc hiệu quả. Thu Trình và Hoàng Phát thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Và sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 21 tháng 8 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, buổi chiều có mưa dông vài nơi ở vùng núi phía Tây, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chủ yếu đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, ngày nắng nóng, buổi chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển động nhẹ.